Anh lĩnh đâu, test thử không? Đây chính là anh lĩnh. Lên đây. À, anh em lên đây, đánh lại một hoàn lặng nữa em cho lên TV. Năm mươi tám bên anh Lâm Thịnh ơi, ở đây. À, hồi nãy là nghe My nha, còn cái này là cái bàn full xác định khá nha anh em. Ừ, không hết cỡ nhưng mà ai chết người đó thua thôi anh, hết là quan trọng gì, trời tự nhiên hết. Em nói, đánh em đầu càng hết đi anh lĩnh. Đánh anh chết là được rồi, giờ hết máu làm cái gì. Anh chết này, giờ sao đánh sống lại em mà. Trưởng này, sống đi. Sống đi. Đấy, được chưa? Xác định khái. Được chưa? Ra đây anh lĩnh. Nói chung là luộc được, em tự tin mà. Hôm qua cầm mệt phụ nên là 5 ăn 5 thua thôi. Cái này chính khác hơn chứ. Thì nói chung là Khải nói mà, Khải mà chơi 5 đọc là Khải solo. Tầm đồ này thì Khải mà ít ngán ai lắm. Nếu mà thủ lâm grab á, Khải vẫn có cơ hội ăn luôn. Thiệt. Bơ ca dăm dăm tí ăn thôi. Đấy, phải phát biểu những câu sốc như vậy. Đúng rồi. Thủ lâm đó thì cái câu hết máu, hết mana là Khải ăn thôi mà. Thủ lâm đó bữa nào có gặp cho anh em xem. Sao anh? Sẽ định khá nha. Né con. Lệnh ở đây, lệnh đứng ở đây có máu. Rồi vô. Nè con ba đang mắc mà. Trời ơi đang đánh thằng con nó cứ phá này em. Lần này đánh ba đập nha, không đánh trưởng nữa anh lĩnh. Lần này em không đánh trưởng rồi nha. Đó, lần này chạy. Thấy chưa? Sợ thứ hai có bắt đầu chưa? Anh biết làm sao không? Anh đánh bổng có nhiều bằng vật lý, anh đánh rồng mà xem chết khoảng ai. Không, rồng không anh thua. Rồng đâu? Rồng cho anh thật lên chứ anh thắng đâu? Anh thắng đâu? Lên solo chơi anh.